casa. Là vị trí của Trọng Hoàng. Tôi biết rằng hậu quả của nó có thể dẫn tới những chấn thương, nhưng đúng như cái tên mà ban tổ chức dành cho đội tuyển Việt Nam, những chiến binh sao vàng. Chính xác tới từng mm và một pha nhảy cao đánh đầu đúng với phong cách của một trung phong từ phía Tiến Linh. Trọng Hoàng. Chúng ta cùng xem lại đường kiến tạo ngoạn mục của Trọng Hoàng ở bên phía cánh phải. Và Công Phượng di chuyển cực kỳ khôn ngoan. Và pha bóng này thì không cho thủ môn Amr Safi một cơ hội nào nữa.